Xin chào các bạn, lại là mình Archie đây à, Thì hôm nay Archie uh, muốn uh, hướng dẫn các bạn uh, đào một cái đồng coin cực kỳ là tiềm năng Và đang uh, rất là hot ở trên thị trường hiện nay Đó là đồng coin tên là Helium Thì uh, các bạn có thể lên uh, CoinMarketCap để mà kiểm tra giá của nó nhé Hiện tại cái đồng uh, Helium nó đang có giá là 11,95 đô Gọi là 12 đô cho nó tròn các bạn nhé Đây Helium có uh, viết tắt là HNT và hiện tại nó đang được uh, niêm yết ở trên các sàn uh, như là Binance, đó, FTX, toàn những cái sàn lớn nhất thế giới thôi. Thì các bạn uh, yên tâm về cái độ uy tín của nó. Thì uh, đầu tiên là mình sẽ giải thích cho các bạn Helium là uh, đồng coin như thế nào. Thì các bạn cứ hiểu Helium nó là một uh, mạng lưới uh, viễn thông toàn cầu. Đó, các bạn cứ hiểu đơn giản như vậy. Nó sẽ giúp uh, tất cả những cái uh, uh, vật có thể kết nối internet một cách nhanh chóng nhất ví dụ là những cái con pet con thú cưng của bạn cũng có thể được định vị kết nối internet rồi những chiếc xe đạp đại loại nó sẽ kết nối những cái vật với một cái mức chi phí rất là rẻ đó thì để mà tham gia đào được con helium này ạ thì các bạn cần phải đăng ký và sẽ người ta sẽ cấp cho các bạn một cái hotspot thì các bạn phải hình dung dễ hình dung là các bạn hotspot nó như kiểu là một cái chạm mà BTS ấy, mà thu phát sóng thu nhỏ. Đó, thì mỗi một cái trạm BTS nó sẽ cách nhau khoảng từ 300 đến 500 m và nó sẽ liên kết với nhau thành một mạng lưới viễn thông toàn cầu. Và Achi sẽ cho các bạn xem cái vùng phủ sóng của cái mạng Helium nó như nào nhá. Nó là bằng chứng thực tế luôn các bạn ạ. Các bạn có thể vào cái trang là helium.com này. Thì nó sẽ định vị hết những cái địa địa điểm những cái địa chỉ mà đang chạy mạng Helium. Đây là bên Mỹ các bạn nhá. Rồi sang khu vực châu Á đi. Đây Trung Quốc rất nhiều. Đây là ngay cạnh đây bạn đồ hình chữ S là chúng ta là Việt Nam. Hiện tại thì Việt Nam chúng ta chưa có. Thì tại sao chúng ta lại chưa có? Tại vì dự án này thứ nhất là mới, thứ hai là ví dụ một quốc gia phải có một cái số lượng người đăng ký nhất định ví dụ khoảng 4 5 nghìn người thì cái dự án này nó sẽ cấp một loạt cho chúng ta chứ không thể là chúng ta cứ một hai máy mà nó cấp ngay tại vì là nó nó cần có một cái mạng kết nối gọi là đồng bộ mỗi máy cách nhau 300 m và chúng ta lưu ý là chúng ta nên đăng ký dự án này sớm ví dụ mà có một bạn nào đó ở cạnh nhà bạn mà đăng ký trước thì các bạn sẽ gọi là bị mất lượt ấy. gọi là người ta xét duyệt những cái đơn gửi trước nên các bạn hết sức lưu ý khi mà xem được cái thông tin này thì các bạn cố gắng đăng ký sớm nhá thì để mà đào được cái đồng helium ấy, thì chúng ta sẽ phải trải qua hai bước cơ bản bước thứ nhất là chúng ta sẽ đăng ký cho mình một cái tài khoản và bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành đặt mua một cái hotspot thì cái hotspot này nó cũng nhỏ như lòng bàn tay thôi và nó là chúng ta có thể đặt mua nó miễn phí nhưng là nếu miễn phí ấy, thì chúng ta chỉ nhận được là 10% cái số coin helium mà chúng ta đào được trong vòng một tháng nó chỉ nhận được 10% phần trăm thôi à, và chúng ta sẽ chỉ mất à, một cái à, khoản gọi là khoản à, phí à, phí giao hàng ấy, chuyển từ bên Mỹ chuyển về Việt Nam đâu đó nó khoảng tầm là à, 70 đô giao động khoảng trong vòng là một triệu rưỡi các bạn nha đó chúng ta phải bỏ ra một cái khoản phí gọi là phí à, giao hàng đấy là gọi là đăng ký miễn phí ấy. còn nếu mà chúng ta mà bỏ ra 500 đô để mua cái hotspot này thì kia à, số helium chúng ta nhận được thì nó sẽ cao hơn nhưng mà mình khuyên các bạn là chúng ta cứ đăng ký miễn phí thôi, tại vì nó chỉ cần nhận 10% là chúng ta cũng có gọi là khá, khá tiền rồi. Và bây giờ Archie sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký và cách đặt mua cái hotspot này cụ thể và chi tiết nó như nào các bạn nhé. Và bước đầu tiên các bạn sẽ kích vào cái đường link đăng ký ở dưới phần mô tả của cái video này. Sau khi mà kích vào link thì giao diện tiếp theo nó sẽ ra như này các bạn nhé thì các bạn kích vào zone nào này rồi tiếp theo các bạn kích tiếp vào là sinh áp nào tiếp theo các bạn sẽ tiến hành điền thông tin ở đây nhá nó hơi nhỏ một chút nhưng không sao thì dòng đầu tiên này là tên tên thì các bạn viết hoa không dấu nhá rồi ở dưới là họ họ các bạn điền một chữ thôi đó mình họ lê rồi, email, các bạn điền email các bạn vào đây. À, rồi số điện thoại, số điện thoại này các bạn là điền là à, nhớ là Việt Nam là cộng 84 nhá. Rồi cộng 84 này. 84 số điện thoại các bạn. Bỏ số không đi nhá. 98 này. Ok. Tiếp theo là username, username thì các bạn à, viết liền không dấu đặt tên tên tài khoản này, cũng không có gì cả. ATTV nhá. À, chỉ vì viết đơn không dấu tiếp theo là các bạn chọn là quốc gia các bạn kích vào mũi tên này các bạn kéo xuống cùng nhá tại vì Việt Nam nó chữ V ở dưới cuối đây Việt Nam đây các bạn nhé rồi các bạn set up cái password à, password nhớ là phải lưu lại nhá cố gắng là mật khẩu nó khó khó một chút viết hoa viết thường có số Mình viết này rồi ở dưới các bạn cũng lại xác minh lại cái password nhá rồi xong rồi các bạn kích tiếp vào là agree to affiliate này vậy là chúng ta đã đăng ký xong một cái tài khoản và bước tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành đi đặt chỗ để mua cái hotspot tức là nó chúng ta tại vì là nhiều người đăng ký quá nên là chúng ta phải gọi là xếp hàng ấy đặt đặt chờ rồi các bạn kích vào là receiver Ờ, hotpot màu đỏ đấy các bạn nhá tiếp theo nó sẽ yêu cầu chúng ta lại điền các thông tin nhá ví dụ họ tên đầy đủ này viết hoa không dấu các bạn nhá địa chỉ email này rồi số điện thoại này cộng 84 này vẫn như cũ thôi tiếp theo là mục địa chỉ này các bạn điền phường xã rồi quận huyện của bạn vào đây lưu ý là các bạn sẽ điền là viết hoa và không dấu cho mình nhá rồi thành phố mình chọn hà nội này tiếp theo là chọn bang tỉnh tại vì hà nội nó sẽ không có bang tỉnh thì các bạn không cần chọn nhá mã bưu điện là cái zip code cái rất đơn giản các bạn chỉ cần lên google các bạn tra đó ví dụ bạn ở hà nội thì các bạn tìm hà nội còn ví dụ bạn ở hà nam hay là à, nghệ an đó thì tùy bạn ở tỉnh nào thì tìm ở tỉnh đó nhá nó sẽ ra cái zip code của các tỉnh đây ví dụ mình ở hà nội nó sẽ zip code đây đó các bạn sẽ copy những cái zip code mà uh, phụ thuộc vào cái quận huyện của bạn. Đó mình ví dụ cái này copy rồi dán nó vào đây. họ dán nó vào đây. Đây là cái mã zip code của Archie nhá, xong rồi. Tiếp theo là mục uh, quốc gia. Thì ở đây nó không có thì nên là mình cũng không cần phải chọn nhá. Thì đấy là mình đã điền cài đặt xong cái địa chỉ uh, giao hàng nhá. Tiếp theo là cái địa chỉ uh, lắp đặt, tức là cái các bạn định uh, lắp cái hotspot của bạn đặt ở địa địa chỉ nào thì các bạn điền vào đây nhá. Thì mình cũng giống như trên thôi Địa chỉ đường phố này Thì mình copy ngay cái trên này Đó copy xuống dưới đây này Tên thành phố Hà Nội rồi Chọn bang tỉnh Không có Mã bưu điện rồi quốc gia Cũng không không Đấy là mình đã xong rồi các bạn nhá ờ, Rồi các bạn chuyển sang bên này này Các bạn kích hết vào những cái điều khoản đây 1 2 3 4 rồi năm cái điều khoản các bạn cẩn thận thì đặt đọc qua đi còn nếu không thì chúng ta cứ tích hết thì bảo nhá đặt chỗ hotspot xử lý đơn hàng tức là chúng ta tiến hành đặt nhá kích vào đây ok à, như vậy là achi đã đặt chỗ nhận hotspot thành công rồi thì à, sau này à, bên à, gọi là helium này nó sẽ gửi cho các bạn một cái email à, thông báo là ngày giờ nhận cái hotspot cho các bạn thì các bạn chỉ cần rất đơn giản các bạn à, sẽ vào cái email và à, gọi là kích hoạt cái email lên là chúng ta gọi là xác nhận thành công là ngày giờ nhận và chúng ta đến ngày là chúng ta nhận hàng thôi các bạn nhé. Quy trình nó là như vậy thôi. Thì à, sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn là khi mà nhận được hàng rồi chúng ta sẽ à, cài đặt như thế nào ở những cái video sau và tiếp theo đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách à, đi giới thiệu mọi người giới thiệu bạn bè nó cũng có chương trình đi giới thiệu các bạn nhé rất là hay. Đây các bạn à, kích vào mục à, bảng điều khiển này. Đó thì nó sẽ có một cái link giới thiệu đây này các bạn nhá. Đây là link của chi này. Đó thì mỗi bạn sẽ có một cái link ở đây. Các bạn sẽ dùng cái link của mình đi giới thiệu và mời bạn bè. Khi mà các bạn giới thiệu thành công ấy, các bạn cũng sẽ nhận khá nhiều phần thưởng nhá. Mình sẽ cho các bạn xem chi tiết này. Đây, ví dụ bạn giới thiệu được một cho tới năm 5 người ở tuyến dưới thì các bạn sẽ nhận 10% của tuyến dưới của mình. Tiếp theo bạn giới thiệu từ người thứ 6 tới người thứ 15 thì các bạn nhận lên là 15%. À từ 16 bạn đến 25 bạn các bạn nhận tiếp 20%. Và nếu mà bạn giới thiệu ở trên 26 bạn ấy, thì các bạn sẽ nhận lên tới là 25% từ tuyến dưới. Đó là nó yêu cầu à, khuyến khích chúng ta là đi giới thiệu càng nhiều thì nó sẽ tặng thưởng càng lớn. Thì các bạn à, yên tâm về độ uy tín của dự án à, tại vì là ở bên nước ngoài như là bên Mỹ này họ đang tham gia cực kỳ là đông luôn. đây mình sẽ zoom cho các bạn về cái bản đồ những cái địa uh, địa chỉ, uh, địa chỉ ấy, tham gia cái mạng lưới nhá. nó rất, rất là dày đặc helium này. đó, kentucky này. rồi các bang này, kentucky này, uh, alabama này, rồi uh, california đó rất nhiều. rồi đây bên châu á cũng dày đặc luôn. nên là cái độ uy tín của nó là là khỏi phải bàn cãi nha các bạn nhá yên tâm mà chơi chúng ta cố gắng là đăng ký sớm thì chúng ta sẽ nhận nhiều phần thưởng thôi và đặc biệt là sẽ có những cái buổi zoom nhá các bạn ạ sẽ có những buổi zoom đào tạo hướng dẫn về cài đặt lắp đặt, đặt cái hotpot của thằng helium như nào tại vì là những người đi trước ở bên mỹ ấy, rồi bên hàn họ đã lắp đặt, đặt trước rồi thì là cũng là những người việt nam việt việt kiều ấy, họ sẽ đào tạo chúng ta gọi là hướng dẫn chúng ta những cái bước đầu cơ bản sau đó chúng ta đã hiểu biết rồi thì chúng ta lại đi đào tạo những cái người mới à, tạo thành một cái mạng lưới hotspot gọi à, là à, uy tín tại việt nam đó nó sẽ có những cái điểm sáng đây nhá tại hiện tại việt nam thì chưa có một cái điểm nào cả thì mình à, xin phép là được kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây các bạn đừng quên cho video của a chi một nút like và ủng hộ kênh bằng một nút đăng ký nhé các bạn nhé. À, xin chào hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo ạ. xin chào